các bạn chịu khó làm đi làm lại thôi, chứ không còn cách nào khác các bạn. Nhiều khi muốn chuyển tải cho các bạn đơn giản nhưng mà nó nhiều thứ. Như vậy mình sẽ khai báo một cái mãn nguyên. In, mở ngoặc vuông, mãn A. Mình có khai báo cách khác, in B, mở ngoặc vuông. Hoặc là in C, mình sẽ gán trước cho nó một dãy các giá trị, ví dụ như 5, 1, 8, 9. Ví dụ như vậy, mình gán trước các giá trị cho nó. Và ở đây chúng ta đã có khai báo xong. Khai báo xong. Đọc, ghi. Bây giờ mình đọc trước. Đọc. Vậy chỗ này thầy xuất ra. Ví dụ thầy xuất ra C 4. Nó xuất ra số mấy các bạn? C 4 xuất ra số mấy? 0, 1, 2, 3, 4. Xuất ra số 23. C 4 xuất ra số 23. Đọc được chưa? Đọc được rồi. Bây giờ ghi. Ví dụ thầy C 4 bằng 50. Vậy lúc này C 4 bằng mấy đây? Đổi rồi, đổi giá trị rồi. 50. Và mình xuất C4 ra lại. 50. Vậy cái sau này mình gọi là ghi hay là gán vào. Được không? Và duyệt mãn. Muốn duyệt thì phải hết mãn. Vậy mình dùng for, for int i bằng mấy? Bằng 0, vì nó duyệt tự 0. I nhỏ hơn c chấm len. I nhỏ hơn c chấm len. Tại sao? Chấm phẩy C chấm len chấm phẩy y cộng cộng xuất tất cả các phần tử C thứ y. C thứ y. Như vậy chúng ta đã xuất ra 5, 1, 8, 9, 50 và 99. Duyệt tất cả các phần tử của mạng. Bây giờ giả sử chỗ này không phải là kiểu in nữa mà kiểu double thì cũng vậy thôi. Nhưng mà sao? Tại sao thầy phải đổi thành double? Tại vì thầy sẽ đổi ra một cách duyệt khác. Đổi ra một cách duyệt khác. Thầy dùng for. For it. Một cái D hai chấm trong mảng C. Và lúc này thầy xuất ra. Thầy xuất ra D cộng với. Chỗ này thầy sẽ xuất cộng với. Như vậy hai cái giống nhau. Nhưng mà phía trên chúng ta duyệt mãn bằng cách là chỉ
vị trí mảng thứ mấy. Còn phía dưới chúng ta duyệt theo kiểu này là for each. Thì trong bài của chúng ta nó có cái phần for ở đây. For này là for kiểu dữ liệu với một tên biến 2 chấm tên mảng. Và mình duyệt mảng như thế này, gọi là for each, để mình duyệt mảng. Đây. Tại sao thầy đổi thành double? Bởi vì nếu mà kiểu in, bạn tưởng như là nó giống chỉ mục, cho nên thầy cố tình thành đổi thành double để cho nó khác. Đó là nội dung của mảng. Chúng ta đã hoàn thành cái bài mảng liên quan đến khai báo rồi, đọc ghi rồi, lấy số phần tử là chấm len, duyệt mảng rồi. Chúng ta còn thiếu phần sắp xếp. Buổi hôm sau chúng ta sẽ học về sắp xếp. Và hôm nay chúng ta dành toàn bộ nguyên cả buổi để học lý thuyết. Thì buổi hôm sau chúng ta